Công dân sẽ bị xóa hộ khẩu như thế nào từ mùng 1 tháng 7? Đường lưỡi bò Trung Quốc núp hàng hiệu vào Việt Nam đều có kết thẳng. Việt Nam Airlines đòi áp giá sàn hết thời về máy bay không đồng. Yếu huyệt nhà ống, nhà phố không lối thoát trên đất vàng cháy chạy đâu. Kính chào quý khán thính giả của kênh Hà TV. Mời quý vị cùng đến với chuyên mục tin kinh tế xã hội mới nhất ngày 6 tháng 4 với những nội dung chính sau đây. Thưa quý vị, theo đề xuất của Bộ Công an, người vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng mà không đăng ký ở chỗ mới và người đang chấp hành án phạt tù sẽ bị xóa hộ khẩu. Ngoài ra, người dân cũng bị xóa hộ khẩu thường trú trong các trường hợp chết, có quyết định của tòa án tuyên bố mất tích hoặc đã chết, ra nước ngoài để định cư, đã bị cho thôi quốc tịch Việt Nam, đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê mượn ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê mượn mà sau 12 tháng chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới. Đăng ký thường trú tại chỗ ở đã bị phá rỡ tịch thu khi đi xóa đăng ký thường trú, người dân cần chuẩn bị tờ khai thay đổi thông tin về cư trú, giấy tờ chứng minh thuộc một trong các trường hợp nêu trên. Trong 3 ngày làm việc từ khi nhận được hồ sơ xóa đăng ký thường trú hợp lệ, công an xã sẽ xóa đăng ký thường trú cho công dân trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về cư trú. Những thương hiệu mang bản đồ đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc vào Việt Nam đều có những cái kết bi thảm, bị cấm, tịch thu và bị cả người dùng tẩy chay. Dư luận Việt Nam tiếp tục phản ứng dữ dội xung quanh nhiều thương hiệu thời trang có tiếng trên thế giới, có chi nhánh, cửa hàng tại Trung Quốc chấp nhận sử dụng phần mềm bản đồ có đường lưỡi bỏ phi pháp của Trung Quốc trên các website phiên bản tiếng Trung. Cụ thể, các sản phẩm gồm có Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Burberry, Saint Laurent đều có in hình đường lưỡi bỏ phi pháp của Trung Quốc, xâm phạm chủ quyền vùng biển lãnh hải của Việt Nam và một số nước ASEAN vi phạm chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam tại Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982. Rất nhiều người trẻ tại Việt Nam đã lên tiếng sẵn sàng tẩy chay các thương hiệu H&M tại Việt Nam nếu như hãng này đăng tải bản đồ đường lễ bỏ phi pháp của Trung Quốc ở Việt Nam, quốc gia thứ ba hoặc trên website quốc tế của hãng này. Thực tế, các thương hiệu trên bị tố đăng tải bản đồ đường lễ bò của Trung Quốc là do họ sử dụng các bản đồ bài tu hoặc hệ thống điều hành riêng của Trung Quốc và bị chính quyền nước này cài cắm. Các hãng, thương hiệu bắt buộc sử dụng phần mềm này mới được bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, dùng hệ điều hành riêng của Trung Quốc. Không chỉ các thương hiệu H&M, LV hay Chanel mà trước đây, một số sản phẩm xuất xứ từ Trung Quốc cũng sử dụng phần mềm có bản đồ đường lưỡi bò của Trung Quốc và sau đó bị tịch thu tiêu hủy tại Việt Nam. Cụ thể tháng 11 2019, dân trí đưa tin các loại xe Volkswagen, Taurus, dầu tài, Hangten nhập vào Việt Nam với mục đích giới thiệu sản phẩm, trưng bày, bán thử nghiệm tại Việt Nam có sử dụng hệ điều hành nội địa Trung Quốc và được cài sẵn bản đồ đường lưỡi bò phi pháp của Trung Quốc. Ngay lập tức cơ quan hải quan đã tịch thu các mẫu xe trên xung công quỹ, đồng thời tiêu hủy phần mềm độc hại. Đến nay, việc nhập khẩu các loại ô tô mang thương hiệu nói trên vào Việt Nam đã bị kiểm soát rất gắt gao, đồng thời đối diện với sự tẩy chay của người tiêu dùng và không dễ gì thành công được. Ngoài xe hơi, thiết bị điện tử, một số loại sách, truyện tranh tranh ảnh của Trung Quốc được phát hiện tại Việt Nam có in hình lưỡi bò cũng bị Việt Nam thu giữ tiêu hủy theo quy định. Làm việc với cục hàng không, Vietnam Airlines đề xuất hai phương án áp giá sàn vé máy bay Thay vì mức không đồng như hiện tại, đề xuất này nếu được chấp thuận đồng nghĩa với việc những vé máy bay khuyến mại giá không đồng sẽ không còn. Tại buổi làm việc, Vietnam Airlines đề xuất hai phương án áp giá sàn về máy bay nội địa. Phương án 1, giá sàn Vietnam Airlines đề xuất cho các đường bay dưới 500 km là 414.000 đồng, các đường bay từ 500 đến 850 km là 570.000 đồng, các đường bay từ 850 đến 1.000 km là 755.000 đồng. Các đường bay từ 1.000 đến 1.280 km là 804.000 đồng. Và các đường bay từ 1.280 km trở lên là 917.000 đồng. Phương án 2, giá sàn cho các đường bay dưới 500 km cho đến 1.280 km trở lên sẽ tăng dần từ 560.000 đồng lên cao nhất là 1,4 triệu đồng. Với giá trần, hãng này đề xuất tăng từ 50.000 đến 250.000 đồng cho các chặng bay từ 500 km đến 1.280 km trở lên. Mức giá trần đề xuất thấp là 1,6 triệu đồng, cao nhất là 4 triệu đồng. Giá vé trần sẽ được giữ nguyên với các đường bay phát triển kinh tế xã hội, nhóm đường bay khác dưới 500 km. Như vậy, nếu được cơ quan chức năng chấp thuận, những chương trình khuyến mãi với giá vé máy bay không đồng hoặc giá siêu rẻ 9.000 đồng, 19.000 đồng, 26.000 đồng, chưa gồm thuế phí sẽ không còn. Lý giải về kiến nghị trên, đại diện Vietnam Airlines cho hay là để giúp các hãng bay trong nước vượt qua giai đoạn khó khăn vì dịch Covid-19. Nhiều thời điểm, giá vé máy bay chạm đáy trên thực tế, nếu các hãng hàng không khuyến mại, giá vé máy bay siêu rẻ hoặc chỉ không đồng, tính cả thuế phí hành khách chỉ phải trả khoảng 900.000 đến trên 1 triệu đồng một người một chặng. Tuy nhiên, nếu đề xuất giá sàn trên được chấp thuận trên chặng bay trục Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh, giá vé cứu hồi rẻ nhất mà khách có thể phải trả là khoảng 2,38 triệu đồng theo phương án 1 chưa kể thuế phí hay 1,608 triệu đồng theo phương án 2 chưa kể thuế phí. Đây là lần thứ hai Vietnam Airlines đề xuất áp sàn giá vé máy bay. Những năm gần đây, sự tham gia của các hãng hàng không với giá vé cạnh tranh mang lại nhiều cơ hội đi máy bay cho hành khách, liên tiếp các chương trình khuyến mãi giá rẻ được tung ra, đặc biệt là từ năm 2020 lại đây, cuộc đua giảm giá đã khiến giá vé máy bay nhiều lần chạm đáy. Tuy nhiên, nếu áp giá sàn cơ hội cạnh tranh giảm giá của các hãng bay nội địa sẽ bị triệt tiêu, người tiêu dùng sẽ bị thiệt thòi. Liên tiếp hai vụ cháy xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã lấy đi tính mạng 10 người những căn nhà bị cháy này đều là nhà phố, nhà ống, không có lối thoát hiểm. Theo quy định hiện nay, chỉ có công trình riêng lẻ làm khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ 5 tầng trở lên hoặc có khối tích trên 5.000 mét khối mới buộc phải có thiết kế phòng cháy chữa cháy. Cùng với đó là thực tế đất chật người đông, tất đất tất vàng tại các đô thị lớn nên hầu hết các thông tin nhà ở riêng lẻ trong khu dân cư đều chỉ chú trọng đến tận dụng diện tích sử dụng, chưa tính toán đến các yêu cầu kỹ thuật khác. Trong đó có vấn đề phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khiến những vụ hỏa hoạn thực tâm vẫn liên tiếp xảy ra ở các khu đô thị hiện hữu với thiết kế nhà riêng dạng ống. Chỉ trong chưa đầy một tuần, hai vụ cháy liên tiếp xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã lấy đi tính mạng 10 người. Những căn nhà bị cháy này đều là nhà phố, nhà ống không có lối thoát hiểm. Yếu huyệt của nhà ống, nhà phố không lối thoát hiểm trên đất vàng, cháy chạy đâu? Ghi nhận tại hiện trường căn nhà bị cháy dạng sáng ngày 30 tháng 3 ở phường Cát Lái thành phố Thủ Đức, khiến 6 người trong gia đình bị thiệt mạng là căn nhà cấp 4. Từ phía bít bùng chỉ có một lối ra vào ở cửa chính nhưng bị năm chiếc xe máy chắn ngang. Vụ cháy ở nhà số 311 Tôn Đức Thắng, quận Đồng Đa, Hà Nội ngày 4 tháng 4, là ngôi nhà hình ống, cao 3 tầng, 1 tum, diện tích mặt sàn mỗi tầng khoảng 60 m2, mặt tiền rộng khoảng 3,2 m2. Nhà có lối ra vào duy nhất là cửa chính, ngôi nhà được gia đình sử dụng để kinh doanh đồ sơ sinh, bỉm sữa. Các mặt hàng xếp trên các kệ tủ đặt hàng ở tầng 1, các tầng 2 và 3 và tầng tum cũng chứa hàng là nơi sinh hoạt của gia đình. Theo ông Lê Văn Hiến, Phó trưởng Công an quận Đống Đa cho biết, Đống Đa là một quận đặc thù nội thành Hà Nội, có rất nhiều ngõ nhỏ, nhà trọ và nhà kết hợp kinh doanh dạng nhà ống, rất nhiều nhà không có lối thoát nạn. Chính vì vậy, khi xảy ra cháy ở dạng nhà này, luôn thường trực nguy cơ tử vong. Trao đổi với phóng viên Vietnamnet về vấn đề này, chuyên gia Lê Văn Thịnh, nguyên trưởng phòng quản lý chất lượng của Bộ Xây dựng cho rằng, nhà ống hạn chế thoát nạn thì đúng nhưng nếu đầu tư đúng mức cho hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động thì nhà ống vẫn đảm bảo an toàn. Theo ông Thịnh, hiện nay tại nhiều chung cư cũ và nhà ở, nhiều gia đình cơi nới xây dựng chuồng cọp như vậy coi như tự nhốt mình trong sự nguy hiểm trong lồng sắt bịt kín. Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, tránh văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam, cũng cho rằng một trong những yếu huyệt khi xảy ra hỏa hoạn là ban công bị rào kín, đặc biệt là các hộ nhà ống tập thể thường lắp chuồng cọp kiên cố để tránh trộm cắp mở rộng diện tích sinh hoạt. Chuyên gia Lê Văn Thịnh đặt vấn đề rằng cần đưa ra luật yêu cầu tất cả nhà ở, cho dù nhà ở riêng lẻ cũng phải có hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động. Ông Thịnh nêu ra một số phương án đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy như người dân cần lưu ý về đường điện, dây điện phải chịu được tải và thường xuyên kiểm tra bảo trì, kiến trúc phải bố trí lối thoát hiểm và tuyệt đối không cơi nới, xây dựng chuồng cọp. Theo vị chuyên gia này, cũng cần nâng cao việc tập huấn cho người dân khi cháy thì thoát hiểm ra sao, cần diễn tập thoát nạn trong nhà phố, nhà ống trang bị kiến thức cho người dân khi cháy ở tầng 1 thì thoát hiểm ra sao, cháy tầng 2, tầng tum thì cần làm thế nào khi người dân không có kỹ năng thoát hiểm, thấy cháy lại chạy lên tung, trong khi nơi gia đình đã bịt kín, xây trùng cọp là nơi không lối thoát thì lên đó lại là đường cùng, rất ít cơ hội sống sót, chết ngạt rất nhanh. Thưa quý vị, bản tin kinh tế chiều ngày 6 tháng 4 của DKN TV đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.